con này không biết có ăn được thịt gì không nữa. Được chứ, trời ơi, con Sơn còn nhỏ hơn nữa. Em trái đẹp em lấy ra nha, trái xấu em để nguyên trái cho anh nhóc trong nhìn tao luôn nha. Được rồi. Ơ, sao cắt cái đuôi vậy nữa, mệt quá à. Cắt cho đàng hoàng lại không chủ? Chủ có muốn trả lương không? Muốn. Muốn cho nó đàng hoàng lại. Ờ, mẹ thấy mày làm công chuyện á, mày làm muốn chết luôn á. Không có nước uống luôn. Đây, ngồi đút kem. Uống nước. Tại vì ta nói hả? Cuộc đời là những niềm đau. Cuộc đời làm tim ta chảy máu. Bắt xong. Trời, ba rớt bịch sỏi qua đường con xe hơi nó chạy rồi qua cái đường con xe vậy nè. Hai chiếc luôn. Bịch sỏi hả? Bịch gà, đúng không? Mày biết rồi. Nãy kể rồi. Thấy không? Nãy kể rồi. Giờ quên kể nữa. Kể cho con. Chút đi tắm ra kể nữa. Ai kể cho em luôn. Quên nha. Không có chuyện gì em. Không nhớ, mỗi lần người ba đi qua ngay chỗ cái trụ sở công an vậy. Kể thằng á bị bắt trong ngày muốn mỏi mình. Trong cái bữa sau đi chơi ngang đó cái bà lại kể cái bà kể hoài bị bắt nữa mỏi mình nữa.